Báo Mỹ tiết lộ chương trình sản xuất UAV Iran tại Nga. Nga tuyển gián điệp ở Ba Lan qua internet để theo dõi quá trình vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Những tiến bộ của Ukraine có thể cho thấy Nga đang xuống sức. Nổ rung chuyển cảng quân sự Novorossiysk của Nga ở Biển Đen, lửa bao trùm kho hàng 1.300 m vuông, Tiêu diệt nguồn hỏa lực mạnh nhất của Nga, Ukraine đã tìm được cách phá thế bế tắc trong phản công. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Ý mến chào quý các khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Báo Mỹ tiết lộ chương trình sản xuất UAV Iran tại Nga. Kính thưa quý vị, căn cứ vào ảnh vệ tinh, nhà máy sản xuất UAV Iran tại Nga được cho là đã đi vào hoạt động. Các thỏa thuận giữa Moscow và Tehran quy định việc sản xuất tại Nga một số lượng lớn UAV cảm tử cho nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga. Thưa quý vị, chúng ta đang nói về việc dây chuyền chế tạo tại một trong những nhà máy ở thành phố Yelabuka của Cộng hòa Tatarstan của Nga. Chuyên sản xuất loại đạn tuần kích xa 136, còn được gọi là Chiron 2. Điều này được tờ Washington Post của Mỹ đưa tin, trích dẫn một số chi tiết trong thỏa thuận giữa Nga và Iran. Ấn phẩm lưu ý rằng, trong nửa đầu năm 2023, 600 đơn vị sản xuất đầu tiên sẽ được lắp ráp tại khu công nghiệp đề cập ở trên từ các linh kiện mang từ Iran sang. Trong khi đó, 1.332 chiếc khác sẽ được tạo ra vào cuối năm 2023 bằng cách sử dụng những khung máy bay đã có sẵn trong nước sẽ được trang bị cho các bộ phận cùng lắp ráp và thiết bị của Iran còn lại 4.068 chiếc nội địa hóa hoàn toàn dự kiến xuất xưởng trong thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025. Đồng thời, các nguồn tin của tờ Washington Post đã làm rõ với ấn phẩm rằng hiện tại việc triển khai dự án đang chậm hơn ít nhất một tháng so với kế hoạch đã định. Tổng chi phí của dự án ước tính khoảng 151 tỷ rúp. Trong quá trình thực hiện chương trình nói trên, Phía Nga đã gặp một số khó khăn nhất định liên quan đến kỹ thuật và tài liệu khi họ vẫn chưa thể nội địa hóa động cơ piston Mado md 550 của Iran, bản sao từ Limbach Flugmotoren L550E của Đức. Đồng thời tờ báo Mỹ còn đăng lại hình ảnh vệ tin từ công ty massa Technologies, nổi tiếng của Mỹ đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tình báo không gian vì lợi ích của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cho thấy quy mô của nhà máy chế tạo UAV cảm tử Iran được Nga xây dựng. Hiện Nga chưa có phản ứng chính thức nào về thông tin mới đăng tải trên. Nga tuyển gián điệp ở Ba Lan qua internet để theo dõi quá trình vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Các dịch vụ đặc biệt của Nga thông qua Internet đang tuyển dụng các đặc vụ ở Ba Lan, bao gồm cả những người tị nạn Ukraine, để theo dõi quá trình vận chuyển vũ khí đến Ukraine. Như WP viết, những vị trí tuyển dụng như vậy bắt đầu xuất hiện trên Internet vào đầu năm. Ấn phẩm nhắc nhở rằng, trước đó ở Ba Lan, một mạng lưới gián điệp lớn hợp tác với các dịch vụ đặc biệt của Nga đã được tiết lộ. Theo các nhà điều tra Ba Lan, trong vài tuần, các đặc vụ được giao nhiệm vụ trinh sát của Cảng biển của Ba Lan đặt camera dọc theo đường sắt và giấu các thiết bị theo dõi trong hàng hóa quân sự. Sau đó vào tháng 3, có lệnh mới chặn các chuyến tàu chở vũ khí đến Ukraine. Các nhà chức trách Ba Lan hiện tin rằng cơ quan tình báo quân đội Nga, GRU là kẻ chủ mưu và hoạt động thất bại này là mối đe dọa nghiêm trọng nhất của Nga trên lãnh thổ NATO kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào năm ngoái. Mục tiêu của Nga là làm gián đoạn dòng chạy vũ khí qua Ba Lan, chiếm hơn 80% thiết bị quân sự cung cấp cho Ukraine. Không thể hoặc không muốn dựa vào các đặc vụ của mình, Nga đã tập hợp một nhóm những người nghiệp dư, bao gồm cả thông qua các tin nhắn bằng tiếng Nga trên các kênh Telegram ở Ba Lan nơi người tị nạn Ukraine thường xuyên sử dụng. Nếu thành công, kế hoạch này có thể được đền đáp ở nhiều cấp độ, để cung cấp vũ khí chậm và gây ra sự bất mãn trong số 1,5 triệu người Ukraine chạy sang Ba Lan kể từ khi bắt đầu chiến tranh, ngay cả trong trường hợp thất bại. Lợi ích đối với Moscow cũng rất hạn chế. Hầu hết những người Ukraine di tản cấu kết với Moscow đều kết thúc ở các nhà tù Ba Lan, chứ không phải là các đặc vụ của GRU. Bài báo của Washington Post cho biết, kế hoạch ở Ba Lan phản ánh một mô hình gia công phần mềm đã được các nhóm khủng bố sử dụng từ lâu, sử dụng các phương pháp trực tuyến để tuyển dụng các đặc vụ và tấn công từ xa. Theo các quan chức Ba Lan, các tin nhắn được sử dụng để thu hút những người được tuyển dụng tiềm năng nằm trải trác trong các lời mời làm việc, tư vấn nhà ở và lừa đảo qua Internet trên các kênh Telegram mà nhóm tị nạn ở Ba Lan thường xuyên truy cập. Những người dùng Internet được hứa trả từ vài đô la cho bức vẽ graffiti đến 12 đô la cho một tấm áp phích. Theo thông tin do cơ quan tình báo Ba Lan cung cấp, đã có các tờ rơi và biểu ngữ có dòng chữ chống Ukraine và NATO. Theo các quan chức, việc phân phá các tài liệu như vậy nhằm hai mục tiêu, khơi dậy tình cảm chống Ukraine ở Ba Lan cũng như kiểm tra sự sẵn sàng của các tân binh để thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc hơn. Những người cung cấp các bức ảnh chứng thực được giao những nhiệm vụ nguy hiểm hơn, thu thập các báo cáo và hình ảnh từ các nhà ga, sân bay và cảng biển. Các quan chức cho biết, những người tuyển dụng đã được trả bằng tiền điện tử và chuyển khoản ngân hàng từ các tài khoản ngân hàng không thể theo dõi được. Các nhiệm vụ làm trật bánh, đốt phá và giết người là tốn kém nhất mặc dù chúng chỉ tốn vài trăm đô la. Các quan chức cho biết, Nga dường như đã nhắm mục tiêu vào những tân binh có độ tuổi và lý lịch ít có khả năng thu hút sự chú ý của các cơ quan an ninh, hầu hết đều trên 20 và một người mới 16 tuổi. Các bài báo viết, các quan chức Ba Lan tham gia cuộc điều tra đã mô tả trường hợp này không giống bất kỳ trường hợp nào họ từng gặp, phản ánh mức độ ứng biến của các cơ quan tình báo Nga. Vào đầu tháng 7, mạng lưới tình báo lớn nhất của Nga trong lịch sử nước này, được thành lập vào đầu năm 2023, đã bị lộ ở Ba Lan. Mục tiêu của những kẻ phá hoại Nga, trong số những thứ khác, là phá hoại tuyến đường sắt chống lại các đoàn tàu vận chuyển vũ khí và viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Trong số những người bị bắt có công dân Ukraine và Belarus. những tiến bộ của Ukraine có thể cho thấy Nga đang xuống sức. Newsweek đưa tin, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, những tiến bộ của Ukraine cho thấy quân đội của Nga đang trải qua một sự xuống sức trên diện rộng sau gần 18 tháng xung đột. Trong một báo cáo được công bố vào ngày 17 tháng 8, ISW cho rằng những nỗ lực gần đây của Nga nhằm giành lại quyền kiểm soát các khu định cư nhỏ của Ukraine như Robotini và Eurotani đã đòi hỏi nỗ lực nguồn lực và nhân lực đáng kể, vốn đang bị thiếu hụt. Ukraine vào hôm 16 tháng 8 thông báo rằng họ đã kiểm soát Urozen, một ngôi làng nhỏ ở đông nam Donetsk, trong khi lực lượng của Kiev gần đây cũng đang tấn công về phía khu định cư Robotin nằm ở phía nam của Zabrychia. Báo cáo của ISW cho rằng các lực lượng Ukraine cần phải làm suy yếu triệt để quân Nga nhằm tiến lên đồng thời dự đoán rằng quân đội Moscow sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ lãnh thổ trong tương lai do thiếu quân tiếp viện sẵn có, phơi bày các tuyến phòng thủ yếu kém khi lực lượng dự bị không được triển khai. Báo cáo viết, các lực lượng của Nga thiếu nguồn dự trữ hoạt động đáng kể và nỗ lực mạnh mẽ của Nga nhằm giữ các khu định cư này thay vì rút lực lượng của họ, có nghĩa là các lực lượng Ukraine cần phải bào mòn triệt để các đơn vị Nga trước khi tiến lên việc thiếu dự trữ của Nga có nghĩa là họ sẽ lựa chọn bằng mọi giá, giữ vững một số khu vực nhất định trên mặt trận, nhưng phải trả giá cho những khu vực khác. Qua đó, thế trận phòng thủ chung có thể bị suy yếu, tạo cơ hội cho lực lượng Ukraine khai thác. Nga không bình luận về báo cáo của ISW. Nổ rung chuyển cảng quân sự Novorossiysk của Nga ở Biển Đen Lửa bao trùm kho hàng 1.300 m2. Tại cảng Novorossiysk, vào sáng ngày 18 tháng 8, một đám cháy lớn đã bùng phát tại nhà ga hàng hóa ở cảng biển. Vào sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng 8, một đám cháy lớn đã bùng phát ở Novorossiysk trên bờ biển đen. Vụ hỏa hoạn được ghi nhận tại khu vực cảng biển mà Liên bang Nga sử dụng. Trong số những thứ khác để gây hấn với Ukraine đoạn phim từ hiện trường vụ việc có sẵn trên kênh Telegram Ukraine 365. Nguyên nhân của vụ cháy vẫn chưa được biết. Kênh Telegram có ảnh hưởng của Nga, VCHK, OTBU, bảo đảm rằng các nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ và dường như đây là một vụ tấn công bằng UAV. Theo báo cáo, các pallet gỗ đang bốc cháy trong các nhà ga hàng hóa của Nga. Ngọn lửa đã lan rộng tới 1.300 mét vuông lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường. Trước đó vào đầu tháng 8 tại cảng Novorossiysk, một chiếc thuyền không người lái đã tấn công vào các tàu của hải quân Nga. Hậu quả của vụ nổ là tàu đổ bộ lớn Oleneko Minor bị hư hại nghiêm trọng. Chiếc tàu này đã bị thủng một lỗ lớn bên dưới mực nước. Vụ việc xảy ra sau khi Moscow phá vỡ thỏa thuận ngũ cốc, bắt đầu ném bom các cảng của Ukraine và chặn quá trình vận chuyển hàng hóa qua Biển Đen. Kiev đã thực hiện một bước trả đũa. Tiêu diệt nguồn hỏa lực mạnh nhất của Nga, Ukraine đã tìm được cách phá thế bế tắc trong phản công. Chuyên gia nhận định rằng, Ukraine dường như đã tìm ra cách nhằm loại các chứng ngại vật lớn trong chiến dịch phản công Nga thông qua phá hủy các vũ khí chủ lực của Moscow. Nikolant, một chuyên gia về Ukraine tại Hội nghị An ninh Monet, nói với The Economist rằng Kiev đang hướng tới mục tiêu loại bỏ những rào cản trong nỗ lực phản công, trong đó họ gia tăng tấn công, phá hủy các vũ khí uy lực của Nga như trực thăng K-52 và các khẩu pháo tự hành. Thưa quý vị, theo ông Lange, hoạt động phản công của Ukraine đã bắt đầu có nhiều tiến triển hơn trong hai tuần qua khi tìm cách loại bỏ các chướng ngại cản trở đường họ tiến lên. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh nói rằng Trực thăng K-52 đã giúp Nga đạt được lợi thế lớn trên chiến trường. London gọi dòng máy bay này là một trong những hệ thống vũ khí có tầm ảnh hưởng nhất của Nga ở khu vực Zabrishia, nơi Ukraine đang tập trung phản công. Theo đánh giá từ phía của Anh, đã có được lợi thế ở mặt trận miền Nam trước đà phản công của đối phương, chủ yếu nhờ vào các triển khai, các trực thăng tấn công với tên lửa tầm xa, Điều này đã làm gia tăng hiệu quả tập kết của Nga đối với mục tiêu mặt đất. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy trực thăng sát thủ của Nga phóng tên lửa chính xác, phá hủy các đoàn xe quân sự của đối phương, gây ra thiệt hại nặng. Theo Eurasian Times, K-52 được mệnh danh là sát thủ diệt tăng hàng đầu của Nga trên chiến trường, thể hiện hiệu quả trong việc vô hiệu hóa xe tăng đối phương. Tuy nhiên, Ukraine đang tìm cách loại bỏ những trực thăng này bằng tên lửa vác vai và các hệ thống phòng không tầm ngắn. Theo nhóm Oryx, Nga có thể đã mất 40 chiếc K-52 kể từ đầu chiến sự tới nay. Oryx là một nền tảng thu thập hình ảnh chiến trường để xác minh thiệt hại của hai bên một cách trực quan. Con số trên chưa bao gồm trực thăng K-52 mà Ukraine tuyên bố đã bắn rơi của Nga vào sáng ngày 17 tháng 8. Theo The Economist, Nga có khoảng 100 trực thăng can 52 trước khi chiến sự nổ ra, nhưng giờ họ có thể chỉ còn 25 chiếc. Nga chưa bình luận về những con số mà Oryx hay The Economist đưa ra. Trong một cuộc chiến quy mô ác liệt, việc xác minh chính xác thiệt hại của các bên là rất khó thực hiện, đặc biệt khi cả hai phía thường hay cung cấp thông tin bất lợi cho đối phương. Ngoài K-52, Ukraine cũng đang tăng cường sử dụng UAV tự sát, đạn tấn công chính xác và đạn chùm nhằm phá hủy các hệ thống pháo của Nga. Pháo được xem là một trong thành tố chính trong hàng trào hóa lực mà Nga lập ra dọc theo tiện tuyến hơn 1.000 km. Ngoài bãi mìn, hàng trào chống tăng và công sự, pháo Nga có nhiệm vụ tấn công phủ đầu, ngăn chặn các mũi tiến công đột phá của đối phương, Nga thường để cho phía Ukraine di chuyển vào gần khu vực bãi mìn, rồi phóng hỏa lực dữ dội về phía Kiev bằng xe tăng và tên lửa chống tăng từ hai bên cánh. Khi đó, đội tăng thiết giáp của Ukraine có thể bị mất phương hướng và gia tăng nguy cơ chạy phải vào bãi mìn. Khi tăng thiết giáp của Ukraine bị phá hủy, Nga sẽ triển khai đạn cối và pháo nhằm vào các lực lượng bộ binh thoát ra bên ngoài. Cùng với mìn Pháo được xem là vũ khí gây ra thương vong lớn nhất cho Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 18 tháng qua. Để vượt qua được hàng rào phòng thủ của Nga, Ukraine buộc phải tìm cách phá hủy pháo của Moscow nhằm phá thế áp đảo của đối phương. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 9 tháng 8 nói rằng lực lượng của Nga đã mất 5.013 hệ thống pháo trong một năm rưỡi chiến sự. Ngoài ra, để đối phó với uy lực áp đảo về hỏa lực của Nga, Ukraine không chỉ tấn công trực tiếp vào các hệ thống pháo của Moscow, mà còn đang tăng cường nhằm vào kho đạn pháo của Nga. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.vtv gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp